Cô gái bất lực trước bà chó lần đầu làm mẹ, mang con đi giấu khắp nơi. Ấy, ôi là trời, sao tùm lum tùm lá như vậy? Ôi là trời, cái mẹ chết là phèn ơi, không tha con bỏ tùm lum như vậy. Ôi là trời. Tuy người đẻ là nàng chó phèn này, nhưng người dính kiếp nạn lại là chị chủ. Lần đầu làm mẹ nên nàng ta có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ, ham chơi lắm, nên suốt ngày lôi lũ con ra làm trò chơi giải trí. Mỗi ngày em chó phèn nhà ta sẽ tha 7 đứa con của mình đi khắp nơi, rồi giấu mỗi đứa một góc. Vì thế mà hại chị chủ thương tụi chó con, nên phải lặn lội kiếm từng đứa về. Cái mẹ à? Thôi con à. Đây, nằm đây đi. Ôi con à, ê nè, con đừng có tha đi nữa. Ôi da. Mấy em chó con mỗi đứa một nơi, vừa sợ vừa khát sữa nên kêu hết lên luôn, làm chị chủ stress quá trời. Cô chó mẹ thì báo hại chủ xong có vẻ vui lắm, mỗi ngày bắt chị chủ đi vòng vòng nhặt con về cho mình, ít có ác lắm ha. Chạy khắp nhà tìm đủ 7 bé chó con xong thì chị chủ lại còn phải dỗ dành chó mẹ nằm xuống cho con bú nữa. Con há tùm lum như vậy phèn. Ok. Ôi trời, phèn là mệt tôi không mà trời. Đây. Ở đây đi con. Con đừng có tha đi nữa. Đừng có tha đi nữa. Ngoan tha đi, bỏ với nó chết hết trời. Nằm xuống cho nó bú đi, đi. Mẹ thương, nằm xuống cho nó bú đi. Nằm xuống cho nó bú đi con. Ê, nó khát sữa rồi kìa. Mày đẻ cho dữ vô rồi mày sợ. Có hôm nhân lúc chị chủ sơ hở là nàng ta tha chó con giấu vào gầm giường. Cũng may ở nhà vẫn còn điệp viên tình báo là anh chó bò sữa này, nên chị gái về kịp thời đã bắt tận tay. Lúc ngó xuống dưới thì may sao cô phèn mới kịp tha 4 đứa vào thôi. Bị chị chủ bắt gặp là phèn giả ngơ liền. Chắc tính đổ tội cho các con của mình tự chui lên đây mà. Trời ơi, trời. Tha hồi nào đi trời. Ôi là mẹ ơi. 1, 2, 3, 4. 4 con. Ôi là trời. Gà sữa. Rồi nhiều hôm trời nóng, tối muộn sắp đi ngủ, nó cũng len lén tha con lên nhà nằm mái quạt cho mát. Trông thằng nhỏ bị mẹ gặm chân tha đi mà thấy tội ghê. Còn mẹ phèn thì mặc dù bị la vẫn nhất quyết giả ngơ, coi như không nghe thấy. Tha con lên xong nằm tự nhiên như không vậy đó. Chị chủ dù đã canh chừng nguyên ngày nhưng cũng không lường được bước đi của con báo phèn. Ê, nữa rồi. Giờ này mấy giờ rồi hả? Mày biết chưa mà mày tha lên nữa. Tao sắp bị ngủ rồi đó phèn. Ôi trời, mày tha lên rồi tao phải đem ngủ xuống đó phèn. Tối ngày ha, canh mày xong à. Nhiều khi đẻ xong nên phèn cũng đản trí. Hôm tha con đi chơi xong, tha về lại sót mất một đứa. Chị chủ đi kiếm nguyên ngày thì hóa ra nó bỏ quên con nó trong khe ngoài vườn. Chị chủ bắt chui vào lôi con ra thì nàng ta tiếp tục giả ngơ, rồi kiếm cớ trốn luôn vào nhà, mặc kệ đứa nhỏ nằm đó. Hại chị chủ lại phải chui vào lôi bé chó con ra. Đi vô tha đi, tha nó đi, tha nó ra. Nè mày bỏ sao được. Trời. Nè, nó tuốt trong đó sao mày lấy ra. Thay vô nhà. Mày tha chỗ 6 con, mày bỏ 1 con ở đây. Trời ơi, hẹn này. Thằng nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành không hay biết gì. Kiểu này chị chủ không phát hiện chắc bé chó con nằm luôn ngoài đó quá. Phèn đúng là xứng đáng được trao danh hiệu bà mẹ của năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.